phủ che chắn như thế này. Như một chiếc màn khổng lồ, nhà manh này đang có nhiệm vụ che chắn những tác động từ địch hại bên ngoài đến những quả vải đã chín. Đây là mô hình được đầu tư từ vụ vải năm nay. Ông Lân lại có thêm niềm vui nhân đôi khi 2 hecta vải của ông vừa được mua và là một trong những điểm được lựa chọn sang Nhật Bản. Thì năm nay làm cho Việt Gáp này, cho Nhật, thì thật sự ra mà nói, từ úp cái màn khung này nhá, đến bây giờ là được 20 ngày rồi. Tôi cảm thấy tương đối an toàn, sâu bọ không vào được. Thế mới lại chim chóc cũng không vào được. Khi vải sắp thu hoạch luôn là thời điểm thuận lợi để sâu bọ tấn công, không chỉ đục cuống quả mà còn làm mẫu mã xuống cấp. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Ngạn, quá trình lắp đặt với chiều cao 7 mét và xung quanh được phủ kín nên không ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của quả. Vải không chỉ được bảo vệ tối đa địch hại xâm nhập mà còn hạn chế được sự tác động trực tiếp bởi thời tiết mưa nắng giúp quả đẹp mã hơn. Ngoài ra, với mô hình này cũng giúp nông dân không còn phải phụ thuộc vào nhiều thuốc bảo vệ thực vật như những vụ trước đây. Khi nắp cái nhà màn này vào, mình sẽ ngăn chặn và hạn chế cái sự di chuyển sinh sản của cái con ruồi, à con sâu đục quả. Cũng theo đánh giá của phòng chuyên môn, việc áp dụng mô hình nhà màn nếu bảo quản tốt, các nhà vườn có thể khai thác sử dụng đến 10 năm sau một lần đầu tư. Không chỉ là mô hình áp dụng cho diện tích vải thiều xuất khẩu sang các thị trường khó tính, về lâu dài sẽ hướng tới xây dựng vùng vải chất lượng cao cho toàn vùng. Với mong muốn thì xây dựng được cái mô hình nhà màn này thì mình sẽ có được cái sản phẩm quả vải thiều là sẽ đạt chất lượng tốt nhất, cao nhất. Nếu mô hình này thành công thì những năm tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, và đặc biệt là tập trung cao cho những cái vùng đã được Nhật Bản cấp mã số vùng trồng. Hiện tại, các chuyên gia đại diện cho phía Nhật Bản đang tiến hành test các lô vải đầu tiên trước khi vải thiều được xuất khẩu đi thị trường này. Còn với ông Lân, chỉ thời gian ngắn nữa, thành quả này ông sẽ được ghi nhận xứng đáng khi những trái vải lên đường đi xuất ngoại. Thưa quý vị, sen, loài cây được biết đến với sự thanh tao và sức sống kỳ diệu. Dù giữa đầm lầy vẫn luôn tỏa ngát hương. Thế nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một cách trồng sen vô cùng độc đáo, đó là trồng sen trong chậu. Vâng, một người dân ở Thường Tín, Hà Nội đã trồng một vườn sen trong khuôn viên một ngôi nhà cổ gần 100 năm tuổi. Từ một cây sen thuộc giống sen cung đình mang về từ mảnh đất cố đô Huế, người đàn ông này đã dày công nghiên cứu và tìm ra cách trồng và nhân giống loài sen này trong chậu cảnh. Tới nay, ông đã sở hữu một vườn sen cung đình với hàng chục chậu sen rực rỡ, thơm ngát. Hành trình đưa sen cung đình ra phố của ông như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Một ngôi nhà cổ gần 100 năm tuổi và những đóa sen nở thơm ngát trước sân nhà. Thế nhưng điều đặc biệt là những cây sen được đưa lên chậu xếp khít nhau như một vườn sen thay vì chỉ có trong ao, đầm. Đó là tâm huyết trong suốt 10 năm mà ông Tạ Hồng Điệp đã gây dựng. Từ ngày xưa tôi rất mê hoa sen. Nhưng ý tưởng của tôi là muốn đưa sen vào gần gũi với con người hơn. Bằng cách là mình sẽ cố gắng mình nhân giống làm sao để nuôi trồng được sen trong những chậu nhỏ. Để mình có thể đặt ở vị trí mình ưng ý nhất. Ví dụ nhà tôi để trước sân nhà thờ tổ thì rất là đẹp. Đây là giống sen cung đình được ông Điệp cất công mang về từ vùng đất cố đô Huế. Giống sen này có cánh dày, mùi thơm lâu và ra nhiều bông. Thế nhưng để đưa những bông sen vốn quen sống trong đầm lầy rộng lớn lên chậu cũng là cả một sự kỳ công trong suốt một năm của ông Điệp. Cái khó nhất của trồng sen cung đình ở trong chậu là cái công tác làm bùn. Khi vào mùa muốn có một chậu sen đẹp thì mình phải đi lấy bùn ở ngoài cánh đồng, chọn những loại bùn sạch về xong mình phải làm sao ủ để cho bùn ở cái vị trí cái tư thế nó tốt nhất, thì lúc đó thì mình mới cấy sen vào thì sen mới không bị chết. Từ một nhánh sen giống, đến giờ ông Điệp đã ươm trồng và nhân giống ra thành hơn 30 chậu sen cung đình, phủ kín cả khoảng sân hơn 50 mét vuông trước ngôi nhà cổ. Tiếng lành đồn xa,
không ít bạn trẻ cũng đã tìm đến ngôi nhà của ông để được trải nghiệm không gian truyền thống. Tất cả đều được ông chào đón miễn phí, chỉ với một mục đích vô cùng giản đơn. Năm 1998, tôi có sửa chữa căn nhà thờ này. Lúc đó thì thậm chí cả trong họ, anh em bạn bè, họ hàng cũng khuyên là nên phá đi, xây mới. Nhưng tôi quyết định không phá, tôi giữ lại. Tôi muốn giữ những cái nét truyền thống của các cụ. Và sau này thì khi trồng được sen nữa thì tôi thấy cái không gian này nó quá hợp với cả ngôi nhà cổ. Chính vì thế cho nên tôi muốn là truyền lại cái lòng đam mê về sen và những cái nét cổ lại cho thế hệ trẻ. Các bạn nên yêu thiên nhiên và yêu những cái gì truyền thống của các cụ như mình để lại. Sáng sớm chăm sen, chiều muộn cùng người bạn đời thưởng thức ly trà lá sen trước sân nhà cổ. Từ tình yêu với loài quốc hoa, ông Điệp đã lan tỏa tinh thần yêu và trân trọng những giá trị truyền thống giữa cuộc sống hiện đại.